Rồi chấm. Người hai người này phạm tội gì vậy? Tội giỏi mà đẹp quá. Hả? Đẹp quá. Đẹp quá phạm tội mà dũng dỗ thanh niên. Đem đi xử. Bà ngoại mới đây dẫn hai ghế đâu vậy? Tôi đi mà mình. Ủa sao mà bà ngoại xấu quốc ghế đẹp thế? Người lúc đó ngoại đẻ trong lò bánh mì á. Cái này là quất năm đó bà con. Thì bữa nay thì cũng có bạn ở bên thành phố Long An có Mỹ Nương nè với Diễm Hương xuống đây, thì bạn xuống thăm Thảo Xuân, thì Thảo Xuân dắt vô chùa Phường Năm và chùa Phường Đông lên đây tham quan chỗ này chỗ kia đó, các đi chơi. Thì Thảo Xuân người bà con phía Bắc đi theo Thảo Xuân Phương nè, ở mã Diễm Bình nè đi chơi. Rồi Thảo Xương cũng chào bà con cô bác nghe, là trong cái kênh hai chị em bóng sát ngang, rồi với cái kênh Thảo Xương với là cái kênh Ốc Bú Vàng với kênh Cường Cao Đông Ben Đủ. Rồi xin mời bà con cô bác vô quá sân rong, mời cả nhà theo chân gia đình em nha cả nhà. À xin chào tấm hình kìa chị Thương, vô đây cho để cho anh ta chụp nữa. Ủa chụp chị hả? Chơi ta chụp hình với idol mà. Chị Thương cười lên nghe, chị Thương cười lên, cười lên, cười lên. Cười em ở đâu? Em ở sông Tinh á. Em ở sông Tinh á. Ở đây này không cho mướn đồ bận chụp hình hả? Lên đồ. Bị idol đã lên đồ. Trời ơi kìa. Cái vườn thì màu tím, áo nó lên đồ. Quá trời luôn. Đi đâu vậy con sếp? Đi đủ sao bên đây nè mẹ ơi. Hai lần trước tao lên nhà mà về. Mày sẩy về sẩy về sẩy. Từ mình của cô Thảo Xương vậy. Thấy là giống giống. Nè còn ông cây lên men. Ủa nếp đi hai con. Thảo Xương đi chính giữa có hai ông thiện mát đi hai bên. Hai kèm quá. Chùa đây rất là mát nha. Rất là đẹp nha cả nhà nha. Chùa này là chùa Quách Sung Rong. Chùa này là lần đầu tiên Mỹ Nương tới. Tại vì Mỹ Nương với lại chị Hương á là coi ở trên mạng á. Coi ở trên YouTube thấy người ta TikTok người ta cũng chia sẻ về chùa này nhiều lắm, nhưng mà hôm nay hữu duyên được tới đây. Nói chung là đẹp luôn mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Ngẫu nhiên thôi thì nói chùa Quách Sung Rong chứ cũng không có nhớ ấy, tự nhiên lại đây thấy mới nhớ nè. Dạ, bây giờ đi vô mướn đồ thôi chị ha. Mướn đồ đi vô. Chèn thế này. Đi thuê đồ để chụp hình. Rồi. Về lại Sóc Trăng với tôi. Sao đâu đẹp đâu đẹp đâu. Đó 300 cái nào thì chỉnh. 300 cái nào. Đây những người này đang tiếp tục em tắt thì mình nó tivi được không? Rồi nhiêu tắt? 100, 200, 300. Em biết cái nào? Bây giờ làm chưa? Nè 300 cái này nè. Bây giờ làm chưa thành cô gái Thái được không? Muốn bài Thái coi. Không muốn nhạc không nghe được. 5,000 được. Kệ. Làm chuyện Thái nhiêu? Mua dành. Dạ con. Dạ. Làm chuyện Thái cho người ta thì người ta hỏi gì? Mà mình chụp chùa có men mình đụng được thấy trời không? Không có gì kỳ. Không giống nhau anh. Đây người ta kêu vậy mà anh em mà. Phải. Phải xin lỗi. Nhà cái đây nhà cái bản quyền đó. Rửa mặt ra người ta. Giảm giảm âm thanh xuống nhỏ hết mức có thể. Này lập nhà bản quyền luôn á. Lập hả? Rồi. Hả? Vô chị Thảo Xuân vô đi, vô lựa đồ kìa. Bộ màu xanh với lại bộ màu màu vàng thì chị đi cơm. Ừ. Tắt cái vàng cho chị đi. Chín bận không? Thôi được anh quay mà. Vậy với 8 bận thôi ha. Ừ. Kiểu nào cô? Lựa. À
đó, cô gái Thái đó. Con cô gái này cô gái gì? Con vàng đồng đi. Cô gái này trang điểm màu gì cũng đẹp nè. Đặc biệt nhất là màu biết là màu vàng. Chị bận không? Chị bận đi. Bận đi, bận màu vàng đi. Màu vàng. Hai đứa đã bận được rồi mình. Ui, cô đẹp hơn ta thì sao? À, cô đẹp hơn ta thì sao? Không đội cái nón được rồi. Không, cô bạn đi, cô đẹp hơn ta đó. Nãy luôn cơm xanh đậm nó ừ quá. Wow. Đúng rồi. Bây giờ bận liền luôn hả? Bận liền luôn. Nó bận liền. Ừ. Rồi, cởi một chút xíu hai mẹ con đi thay đồ nha. Cô Thảo Sương có Thảo Sương có đi thay đồ không? thay đồ thay đạt không? Sao bộ nào? Sao đẹp hết. Trời ơi, giờ chỗ ta mang dép vô cây vậy. Vàng này nhiều lắm đó. Vàng của ở vàng của tao đó. Gửi đây gì? Gửi đây đó. Mấy cây gì? Gửi đây 190 cây. Quá trời vàng luôn rồi. Ủa có cái nón mà vàng luôn hả? Cái nón nó 6 kg đó. Nón ký rồi vậy. Nón ký đó. Rồi còn cái này luôn nè. Mà cái này mà đem vô bên ánh sáng là nó kêu công an lại nữa. Mới tự. Cái này là đồ nó chơi với đồ trang trí của bà con, vui vẻ bà con. Trang trí hay là trang điểm? Cái đồ đi đồ tao trang điểm nè. Để cho trang trí rồi trang điểm thì trang trí trang điểm. Trang điểm mà trang trí. Trang điểm, trang trí nội thất thì ngồi xuống. Đủ đủ đem cái cây. Ngò ba chết rồi, gia xô mẹ lòi lòi. Đi theo quý không? Không chịu đi bắn vô số. Còn mấy chục tờ hả? Còn mấy chục tờ 30 phút. Đó, vậy đứng kèm cô Thảo Sương đừng cầm cô Thảo Sương đây à hát bắt chơi giờ cô Sương thay về sĩ các bạn anh hát bạch vô thường thôi tiếp hết thức buồn nằm ngủ rồi nằm ngủ rồi nằm ngủ rồi nằm ngủ rồi đêm 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 sai quá cầm lấy bắt rồi mình đi tới nắng rồi đi cho có tiền rất chơi nã đã mới ăn cho nó mua bánh thò hòn đấy má hồng đi má hồng ăn cái này mới xả đi anh cho anh nó bố một tiếng nhạc cũng anh hưởng chung chung cho Diễm lát lên tới đây lên đây tới chùa trong chùa này ấy chị hát bài nghe tặng khán giả chị thử vô rồi hát nhạc nhạc Khmer trong đời cô lão sư hát một bài hát một bài có chữ bài tắt đi rồi tắt bài gì cũng được hát tắt bài rồi nó hát 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 vừa nghe bà con chơi hát cháu đừng mà cháu đừng mẫu giá để với chúng ta chờ mà chúng ta giống nhau đấy. Sơn nhắc bạn đang nghe bạn đây bạn gì giống nhau đôi con giống nhau chung chung để cho nó bận đồ đặng đi ra nhắc nó đi vô vòng vòng. Ủa còn bên anh áo vàng đâu rồi chốt mất rồi. Đang đang coi vàng. Coi vàng. Anh áo vàng coi vàng. Ta phải đi cận kề con mới được chứ. Coi vàng cái. Cái sĩ này chết rồi. Ừ. Thái độ đâu? Thái độ đâu? Trong đó. Đâu rồi? Có người trong đó không tiêu vậy? Đi tiểu. Ngon. Ăn nhỏ. Nhỏ nhỏ nhỏ. Biết là chơi luôn. Dạ. Dạ. Cô có lựa ha được bộ đồ nào không cô? Lựa rồi. Bộ nào cô? Đây. Mấy bộ này cô Thảo Sương nói là không có xứng với cô Thảo Sương. Đồ nó không đủ đẹp đây bận. Vậy đó mà đọc. Vậy mà không đụng hàng với ai đó. Đúng không? Đụng hàng. Nhóm cô Thảo Sương không có đụng luôn đúng không? Không đụng hàng đó. Đây là đụng luôn. Là tới đâu đâu đụng một hào một phải không? Một hào một phải không? Ủa mà hỏi thiệt nghe cô. Cô hồi đó là cô cắt cái quần giải đồng dương là cô cho nhảy. Đúng không? À, này đúng cắt vào đồ. Sợ dư là mấy hai cái bự này tôi mượn người ta đó. Cái áo của tôi nghe. Dạ, dạ nó mang quần rắn á. Ủa vậy là cái quần này của
của ốc Phú Vàng á, bên chỗ ốc Phú Vàng nghe, quần mượn nghe. Ủa, con tưởng là cái quần này cua Thảo Sương cắt giải người ta cho dư rồi cua không Thảo Sương cắt dư á, cua Thảo Sương cho ốc Phú Vàng một bộ đồ. Mà không. Vậy là cua Thảo Sương mượn ta đó hả? Ừ, mượn. Thấy không? Mượn thiệt đó. Ủa, mình là nhân vật nổi tiếng idol mà sao mượn vậy? Kể mượn qua mượn lại vậy cho nó thay đổi nó khác. Rìa giúp gión cả gión bón ơi giúp trời. Ê, 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 ê. Sần sao ơi chấm hời hơn nâu. Ê, 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 ê. Kết bài luôn, kết bài luôn. Thấy hết ông nổi. Coi cái. Mai bật. Kìa. Sà rông sà rên gì vậy? Trời mà sà rông. Có bộ nào được để cho chồng mượn. Rồi, cho mượn áo khoác nữa rồi. À, đẹp quá. À. Ừ. Áo khoác rồi. Ủa, con này là... Đây nè. Áo này khó bận quần. Đây. Có quần nè. Có quần nè. Cái dây quần nhỏ xíu vậy? Dễ tại. Chứ có bận. Mà lớn. À, chọc có bận. Có bận quần. Giờ nữa cô bé cho nó chắc mắt. Giải 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 giải. Thôi đừng khai. Cái chỗ má này cầm bên kia. Làm bỏ làm bỏ. Ủa ủa là sao? Sao này sao vậy cô? Xía xía tao rẻ ngay té. Ủa thằng ai mới mà thổ anh đỡ. Ờ, trời ơi, nó tính nhập hàng, nó tính kiếm rùa nè. Ở đây đâu có rùa đâu, có đi rùa. Vậy là không được rồi, nãy giờ thấy nó đi nhông 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 là... Nó đi đâu, là cái đi vô. Mà rùa đâu có dễ thấy. Vậy là không được rồi hả? Không được rồi, nó đụng tao chết rồi. Đi qua bản ngồi đi, đứng ký. Đi ngồi đâu đi? Ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Chờ đâu ngồi đi. Trời ơi, chuyện của người ta. Ngủ ngủ xuống ngủ đây nè, vậy xử mẹ bên. Ngồi xuống. Em thương một cung quá. À, quay mặt qua đây. 1 2 3 mặt khí. 1 2 3 mặt khí. 1 2 3 thêm một cuồng. 1 2 3 ngồi. Bạn mình ta trôi mơ. Hôm nay tôi tới đây nè. Mặc khí, mặc khí. Mặc khí. Mặc khí cái nè, mặc khí cái nè. Bữa nay hình như là lần đầu tiên ốc Bù Vàng được vô tại shop quần áo của người dân tộc Khmer. Quần áo của người Khmer và Ấn Độ hả? Thái Lan. Kìa kìa kìa. Thái Lan. Đây nè. Ai xin chào. Cái mic đâu rồi bé? Quá đẹp. Trời ơi. Quay lại, ngày đọc, quay. Hình như là chị mặc đồ này á là trẻ hơn 10 tuổi luôn kìa. Trời ơi. Sáng lên á. Bây giờ mới xuống đây ở luôn quá. Trẻ hơn 10 tuổi luôn kìa. Cho nó trẻ, phải không? Chị nghe thôi mới. Ôi, ôi. Ủa, cái này bông 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 thiệt cái bông giả vậy chị? Cái này thiệt hả? Ờ, thiệt hả? Trời ơi, ủa tưởng là nó trang sức. Không, cái dây này là 10 cây á. Trang sức của Diễm Hương là tự có nha. Cả nhà.
Vậy là khỏi mình khỏi ha, đeo cây rồi cái mặt nhiêu nè Mỹ nữa, mặt cây rưỡi. Mặt cây rưỡi. Có được có được. Ừ, là 11 cây rưỡi. Ừ, cái này là 5 cây, này 5 cây. Ừ. Còn cái này là cái cây. Ừ. Đó. Rồi. Tao sức như này nha không? Thôi chết rồi. Có tao sức mấy cây? Tao 6 cây. Đâu của cô lão sư đâu? Ở đây. Đâu? Đâu đâu. Ừ, tôi giảng của lão sư đâu lấy cái trong tủ kìa, mấy cây. Mấy cây hả? 6 cây. Mấy cây? 6 cây đó. Có bên đây hả? Dạ có bên đây. Kỳ đeo một góc bên nè. Ờ đeo gì đó. Rồi. Được chưa? Được rồi. À Mỹ Nương ra chưa? Ừ, Mỹ Nương đâu? Nó đủ Mỹ Nương. Dạ. Xí đuôi, xí đuôi. Giống rồi, giống rồi. Làm gì mới giống. Ừ, đó. Nó đổi cái đầu mới giống. Yeah. Đổi cái đầu mới giống. Cái đầu thì đổi gì nè, nó nói. Cái đầu nào? Lấy cái nón nào, lấy cái nón nào. Phải mở sắp miệng. Ừ. Để bông, để bông. Trang điểm là phải cho hết chứ. Trời ơi, chết rồi. Ây da. Ơi, tôi lão Xuân là đứng vô xô đi khá luôn á. Đi vô mà. Đi khá mà. Mở nhập tập áo là nên. Cái này đeo thôi dạ, giờ mình ra ngoài mình chụp hình mấy tấm hình gì đẹp nè. Ê, mình phải đi chân đất mới đúng á. Đi chân không. Đi chân không. Không mang đi, chân nào chụp hình mình đó kìa. Chân nào mình chụp hình mình đó kìa. Không, chung phụ kiện chúng ta với... Có đôi giấy là bút ta nè. Má có mấy dự phòng 2-3 cái gì không đủ quay. Mặt hai ông thần cười mấy ai. Quá đẹp cả nhà ơi. Rồi đây thôi. Rồi, hôm nay là bây giờ mình lên chỗ Việt Nam. Hôm nay là kênh Hợp Dị Phong Sắc tới hôm nay là nhân dịp và ngày hôm qua là giờ kênh Hợp Dị Phong Sắc có tới thăm chị Thảo Sương rồi có đi chùa đi chợ đi dẫn đi chơi đi ăn uống nước lèo rồi thì hôm nay là hữu duyên chị Thảo Sương dắt Mỹ Nương và chị Diễm Hương tới tham quan và chụp hình lưu niệm lại tại chùa Sâm Rông nha cả nhà nha. Đó hôm nay hai chị em quá công chúa Thái và nữ Dương. Hình như là bà con cô bác là thấy hình như là bậy sắc cầu vồng. Hai ông cậu này là ông thiệu ông ác. Vậy bố cô me là sao? Bố cô me là gì hả? Cái quy luật của hộp bà đảng hai bố. Vậy bố cô me là gì hả? Vậy hả? Thôi còn người đứng giữa là sao? Cái này là âm binh. Dương. Cái này là âm binh chiến sĩ. Ông nói hàng chi, hàng chi giờ chuyển mưa. Bà con cô bác đi lên bên đây lên tổ Phật thì chào mình đi lên trên Phật nằm cho cả nhà nha. Hai đội Tổ Sương với trên hai cung sắt với mà trên trường Cát Men ông rồi ông Phú Vàng đi qua đây múa hoài cùng rồi có phước cùng thiệt. Bà ngoại đi lâu vậy? Ngoại nó múa đẹp. Đó, đi múa luôn rồi. Đúng rồi. Không, trái múa chứ phải múa mình lên á, đừng có background của chị Thảo Sương vô luôn. Múa mình lên đi. Họ múa mình lên tôi quay cho. Múa là múa được đó. Đó đi. Múa đây. Đẹp quá. Ok. Múa giống vậy múa đẹp. Gió bay không có. Đẹp á. Múa giống vậy. Cô tên gì vậy cô? Ai vậy? Cúng ơi, ăn vậy tôi cúng chứ. Rồi đó quay rồi nè. Mua giống vậy, mua trong quỷ quá. Trời ơi. Ủa đi nhanh vậy? Tao nói người Thái mà đến tiếng Việt Nam tao nói rành dữ lắm mà. Savanni Cup. Tôi đuôi. Ủa xin chào tiếng cô mẹ này, chào sao chị? Savanni Cup. Sao con hả? Sao con hả? Sao con hả? Sao con hả?
Savan đi kha. Tiếng 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 Campuchia chào là Okon. Còn tiếng Thái Lan là Sua đi kha. Còn tiếng Lào là Samedi. Nè 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 nè, hai chị em bước từng lần lên em quay khúc clip này đẹp nè. Sao? Lên từ từ đó. Đây. Lên lên. Mấy mày đi. Mấy rồi. Mấy mày cháu ngoại. Cháu ngoại. Kẻ bà ngoại lên đứng này đứng hai đất này. Bà ngoại dạo. Chú đi về nhà bà ngoại đi sao nè. Có hai cháu rồi đấy nè nghe. Đưa mà ở đây là đưa quý phi vào hai hai công chúa đi đi trước còn ngũ quỷ đi theo sau. Đưa hoàng hậu cách đi xử đây. Hoàng ngoại đứng ở sau đi xử. Tám lên đây nè, lên đây nè, tám lên đây nè. Hoàng hậu cách. Quý lữ hoàng hậu. Mày sẽ thấy hình mình trong YouTube. Không đâu, bảy sắc cầu vồng xuống trời không có mưa đâu. Ra ra cái này em chụp tôi nè. Ok. Kênh của mấy anh nè, kênh chị em bông sắc nè, kênh anh Bình Bình đen nè, ai đồ đậu xương nè, kênh của anh Ốc Bu Vàng nè, kênh của anh Cường nha, xin chào. Đó bây giờ hai chị em bông sắc có hữu duyên được tới chùa Sông Rong và phong đồ của người dân tộc Khmer để chụp hình nha. Đó bữa nay hai chị em quá thành nữ vương và công chúa Thái Lan, nữ vương và quỷ vương. Cái này nữ vương chứ sao là quỷ vương. Rồi có hai vệ sĩ hả? Có ông thiện với mát đi sao được nữa. Đi xuống chụp hình cái phía hàng rào đẹp.
đợi mình lên chứ người ta đâu cho lên. Ngoại ơi đi lẹ ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi. Bà ngoại đi khôn quá vậy, từ từ. Đi sát tường luôn. Ngoại, ngoại yếu rồi. Đi xô rồi đó. Mấy bộ đi. Không, mình phải biết làm, mình phải biết. Giờ má mà có nó giống sẵn mình mua thì mình gài lên thế này như vậy nè. Phải biết rồi, mình giống cái này giống cái tay nãy đó. Đây là tử. Nó cả nhà nha, đẹp quá mọi người, thấy hai chị em bận đồ thì của Thái Lan đẹp vô. Ở đây là hình như là mình thấy là chị Mỹ Nương và chị Diễm Hương như là lần đầu tiên trang điểm Thái Lan đúng không? lần đầu tiên mới mặc ha, lần đầu tiên luôn, thật sự luôn. Lần đầu tiên mới mặc trang phục Thái Lan cũng nhiều lắm rồi, đi Campuchia cũng nhiều nhưng mà chưa bao giờ. Khmer. Lần cũng đi nhiều nhưng mà không có bận mấy cái đầu này. Dạ, đúng rồi. Không anh, Thái Lan với Khmer cũng giống nhau luôn nha. Thái Lan là cái style nó khác. Còn ấy thì bây giờ mình ở cái nhưng chỗ Khmer mình ở đây đi đúng rồi nhưng mà nhân dịp bữa nay mình đi á thì cũng có hai vệ sĩ nữa ha. Đây ông Thiện và ông Ác. Ông Ác ông Thiện là ông Ác. Sao đây gọi là hấp bạch vô thường không? Ủa tại sao ông trời cứ gầm quầy vậy đó chưa? Ở đây để chờ ông Hoàng hậu. Tại sao ông trời gầm quầy? Trời hoa. Hỏi thăm năm anh em. Đâu ra. Ác ghê sao luôn. Tới giờ. Thôi thì bây giờ. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng đường dưới lại ha. Đúng rồi. Đi một vòng đường dưới lại. Dưới nè. Lại đứng góc này chụp cho tấm hình nè. Đẹp quá. Trời ơi, trời nó sáng. Quá xinh luôn. Đây nè, bây giờ chị với chị đó đi đi hoặc là quay. Chụp lần đây lợi đè tạt lên thấy em quay dữ làm quay anh chị đi. Rồi đây đi. Rồi đem chụp, em chụp tao mình. Đây nè. Đây chụp nghiêng đi rồi xong đây là vô con mình mà ngoại giống mình. Okay. Rồi hai đứa mày đi dài đó đi cầm cái lan can á. À, đi cầm lan can. Đi từ từ ra đi từ từ bước từ. Nó chạy rồi nó chạy đầu mọt. Chạy đầu mọt. Vui sáng cho chạy ra gì. Đẹp quá. Đẹp quá, cái tường phòng đẹp quá. Đứng hai chị em đứng nghiêng ra ngoài đây. Đứng nghiêng lấy cái mặt thật bên đây nè. Ống thiệt, lấy cái khuôn mặt thật đẹp á. Thế mày. Nó đứng gì cũng được. Đừng có nhìn qua chiếc xe lịch. Cái con này đừng có nhìn qua bên kia tôi lò bánh mì đừng có nhìn. Tôi lò bánh mì. Lò bánh mì. Cái lòng mày đó. Cười sự người đó. Ok. Đủ chết thật. Ừ. Được rồi. Đủ tiền mua đồ rồi đó. Rồi chưa em quay số đây. Rồi chưa? Rồi vô quay đi. Rồi. Đẹp chưa? Đẹp rồi đó. Theo tôi anh biết quay clip ấy không? Gì? Là anh quay cái clip đi cái cánh quay trên trời này, cánh quay xẹt. Cái đó là trời mà chứ quay vậy. Ủa, từ từ thôi, nó xẹt xẹt. Trời, nó kiểu xẹt xẹt.
trời. Rồi. Quên đó nãy giờ xấu quay bà ngoại con đi. Mới khỏi. Để tao quay bên kia. Ngoại gì quay bà ngoại. Ngoại mệt. Trời ơi. Ngoại mệt. Quay bà ngoại. Đủ rồi đi, đủ ngoại rồi. Bà ngoại. Rồi đi vòng, một vòng nữa đi. Rồi mới hả xử phải không? Ừ. Đi đi vòng mới xử hả? Chứ đủ vòng mà mới xử ha. Đi đẹp lắm. Đi rất là vui, cái chuyến đi thì rất là vui và ý nghĩa mọi người nha. Có lẽ hẹn tháng sau cũng sẽ quay lại. Lên rồi, lên rồi. Chụp chị đi, chụp chị cho đẹp đi. Ủa đẹp quá Tâm ơi. Ok. Chụp hình đứng mới đẹp. Yeah. Okay, ok, ok, hay quá. Quá đẹp, quá đẹp. Không em mà nói nghe mấy chị. Bắt đi thì quý vị ơi, xin thông cảm. Sẽ trời gặp ghê quá. Chết anh cười kia này. Cái độ thỏ. Từ từ bộ đồ mấy tỷ nữa đi quay một kiểu này. Nãy giờ quay diễn viên không à, cameraman đã bỏ. Không, 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 cảnh ở đây đẹp. Biết quay cái shot này không? Tức là quay quay polo đám người vậy nè, bắt đầu vô cái máy quay qua vậy là chỉ ngược lại. Chưa được rồi. 1, 2, 3. Tới. Rồi hai quân đem hậu. Đem hậu. Hậu hậu hậu. Quay cái clip chị đi 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 quay lần lần TikTok, quay mình chị á. Không mượn góc cạnh này quá đẹp nè. Ừ, cái này đẹp. Khoan khoan đi mọi người để cho em xin quay video. Mọi người đi tới đây cho quay chị Hương cái. Chị Hương đứng đây nè, đứng đây nè, cái chính quay chị Hương. Ông quay chị Hương à. Quay chị Hương. Em đứng em đi với chị cũng được, nắm tay chị. Khoan, chị nè. Chị nè. Chị nè. Vá gáo quýnh. 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 Đừng có xin chào. À, 1, 2, 3. Đi 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 đi. Giết giặc Thái rồi vô. Đúng rồi, giết giặc Thái vô. Rồi ai gọi ngoại hoài vậy ngoại? Hình như cái này ta chưa sơn xong có không anh? Đúng rồi. Sơn lâu quá nó xuống màu. Đúng rồi. Cả nhà xem video thấy hay nhớ để lại cho em lượt like, lượt bình luận nha cả nhà. Chia sẻ, subscribe, ủng hộ kênh để kênh có nhiều động lực cho thêm nhiều video nữa nha cả nhà. Mà chắc có lẽ là tháng xã hội rồi. Cái này xem mà một lên đây mình đang hết gịch hai ba cái là ngay lên về tới mới cho lắng cộng đồng. Không phải neo vậy phát lên liền. 1000 người xem mình đưa cái bây giờ lên 3000. Thôi mình em, chịu kéo cỡ mấy cái video là bây giờ mình cũng khép lại video tê ha. Kép gì, trời ngoại ơi, kép gì mà kép, quay cái này là không có đầu không có đuôi, đăng lên là dứt, đăng lên là dứt à. Ngoại đang đi kêu kép. Ngoại đang xong. Cái đuổi ngoại chết rồi. Đẹp quá chùa, đẹp quá. Hồi nãy ai điện cho bà ngoại vậy? Nói điện cái kêu chợ dập tư gì tới hết. Công an điện. Công an điện. Công an điện.
làm cái gì? Để móc kiến vô hả bà ngoại? Móc kiến vô. Ngoại đi dò cắn ngoại kêu gạo quá trời kìa. Không thấy được. Mệt rồi, bà ngoại mệt rồi. Trời quá mệt. Mà mệt bà ngoại hồi lên tăng xong như vậy đó. Trời ơi đâu. Cái video này là cái video vui nhất nè. Tại vì không có đầu, không có đuôi. Ôi nó lưng lửng là. Chẳng muốn hờ quá trời, để coi đi video này đụng ta chết luôn. Là. Đi qua đây đường bên đây đẹp hơn, đường đây phấn đẹp hơn. Anh kết video chưa? Tắt chưa? Anh chạy xuống dưới đi, anh chạy xuống dưới trước đi, anh quay em với chị đi xuống này mới đẹp. Ok. Rồi bây giờ là kết thúc cái chuyến đi thăm chị Thảo Sương và đi khám phá Sóc Trăng. Thì bây giờ Mỹ Nương và chị Diễm Hương và chia tay chị Thảo Sương tại đây. Rồi hẹn chị Thảo Sương một ngày gần nhất, chị em mình lại gặp nhau nữa. Khi mà nhà chị xong thì tụi em sẽ xuống thăm chị một chuyến nữa ha. Rồi. Thì Thảo Sương cũng chào bà con cô bác là trong cái kênh mà hai chị em bóng sắc nè, với cái kênh của Thảo Sương bóng sắc bóng đó nghe, với cái kênh của Bình Em Vlog đó, là gọi là dịch sim. Thì bên đây là ốc Phú Giang đó, gọi là ốc lát đấy. Thì Cường Cát Men, thì bây giờ Thảo Sương cũng xin chào. Thì có xem trong cái kênh này á hay là dở, là cái chuyện gì thiếu sót xin bà con cô bác bỏ qua dùng Thảo Sương đừng đủ. Bỏ qua dùng Thảo Sương thì cái nào hay là chứ Thảo Sương mình qua, hay là thả tim dùng Thảo Sương rồi chào bà con đủ cái rồi chào.